idol Trung Quốc tuyên bố. Chúng tôi không cần fan Việt Nam Alexander và Sabassen là hai hot boy Trung Quốc có lượng fan khá lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong một lần livestream, cả hai tuyên bố, nếu là fan Việt Nam thì không cần thông báo đâu, khiến fan Việt cảm thấy bị coi thường. Cụ thể, trong buổi livestream của Alexander và Sabassen trên mạng xã hội đầu tháng 3 năm 2021, một người hâm mộ cho hay cả hai có rất nhiều fan tại Việt Nam. Đáp lại Alex và Sabasun nói. Nếu là fan Việt Nam, thì không cần thiết phải thông báo đâu. Cặp đôi này còn chia sẻ. Ở Việt Nam, hay các nước khác, thì không cần thiết nói với chúng tôi, được biết đến ở Mỹ, hay Canada thì mới có thể xem là nổi. Những câu nói của Alexander và Sabasun ngay lập tức khiến người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, cả hai có thái độ khinh thường và không tôn trọng fan Việt. Số khác thì khẳng định cặp đôi phân biệt đối xử giữa fan Việt Nam và các quốc gia khác ngay trên livestream không ít dân mạng yêu cầu cả hai đưa ra lời xin lỗi đến fan việt nam song họ đều không có phản hồi còn fanpage của alex và sabatin tại việt nam bày tỏ sự thất vọng và quyết định ngừng ủng hộ cũng như đóng luôn fanpage khi sự việc bắt đầu ồn ào alexander và sabatin đều lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân alexander đính chính rằng câu nói của mình chỉ là vô tình và mang tính đùa giỡn ngay trên livestream không ít dân mạng yêu cầu cả hai đưa ra lời xin lỗi đến fan việt nam song họ đều không có phản hồi còn fanpage của alex và sabatin tại việt nam bày tỏ sự thất vọng và quyết định ngừng ủng hộ cũng như đóng luôn fanpage khi sự việc bắt đầu ồn ào alexander và sabatin đều lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân alexander đính chính rằng câu nói của mình chỉ là vô tình và mang tính đùa giỡn đặc biệt anh khẳng định chẳng hề có ý không cần fan việt nam và còn đổ lỗi cho dịch thuật có vấn đề khiến chia sẻ của mình biến thành tiêu cực trong khi đó Sabassen cũng nhấn mạnh tất cả là do bất đồng ngôn ngữ và họ đều rất yêu mến fan Việt Nam nói riêng và người hâm mộ nói chung. Dù vậy, tài khoản mạng xã hội của Alexander và Sabassen đều bị dội bom bởi hàng loạt bình luận, tin nhắn chỉ trích từ cộng đồng mạng Việt Nam. Fan Việt thì hủy theo dõi và tuyên bố quay lưng, rời khỏi fan điểm của cả hai. Được biết, lần livestream lùm xùm của Alexander và Sabassen đã diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 3 và gây bức xúc lớn trong cộng đồng fan suốt những ngày qua. Thế nhưng, đến tối mùng 8 tháng 3, vụ việc tiếp tục được hâm nóng ở các diễn đàn và nhóm giải trí lớn tại Việt Nam. Sinh năm 1999, Alexander, tên thật là Hắc Ngọc Đề. Còn Sa Bác tên là Lưu Trạch Khải, nhỏ hơn Alexander 2 tuổi. Cặp hot boy mạng xã hội Trung Quốc có hàng ngàn người theo dõi trên mỗi nền tảng Instagram, do Weibo.